và cái đến quý vị yên tĩnh lại một chút với đại bàng tay phù thủy chắc ký tài fashion show.
khẩu ứng kỳ duyên đó nghe khẩu giả gái là bây giờ cái thương em thương chị em phụ nữ người Việt Nam của mình. Hồi nãy giờ tưởng kỳ duyên mà giờ ngỡ ngàng luôn.